một bộ bây giờ khoảng độ hơn 100 thôi. Hơn 200 một tí là ngon rồi. Là bộ ngon nhất đấy chứ. Tùy bao nhiêu răng rồi đúng không? Thường thường làm bao nhiêu răng? Làm là làm hết chứ. Nhân với 12 thôi. Nhân 12. 8 dưới 8 hay sao? Nhân 12. 12 thì gần 3 lít. Nhân 12 là đẹp nhất rồi. Nhân 12 một cái. Nhưng mà nó làm chuẩn lắm. Không đau luôn, không ê luôn. Tức là anh chỉ tiêm thuốc tê mà cảm giác là nó hơi sưng sưng môi lên một tí thôi. Nói chung á. Tê hết cái mẹ. Nói chung là lê lè người ta nói thôi. Lại chim nghe, lại chim nghe. Bởi vậy anh đi làm răng trước em, anh mới sai. Thấy ông nội luôn. Xin chào Nguyễn Dũng, xin chào Nhật Tân, xin chào Nguyễn Trường, xin chào Bình Nam Quán và xin chào 400 người đang xem. Bảo nó tuần sau xuống đi làm răng. À, xin chào 500 người đang xem. À, cả nhà ơi, nóng lắm rồi. Đây là Nguyễn Phú nha, cả nhà nha. À, giới thiệu ở nhà đây là Nguyễn Phú, còn đây là Tô An. À, bên kia là chùm chơi chim, nhưng mà chim là chim chào màu nha, Đinh Khắc Hùng. Còn đây giới thiệu cả nhà, đây là Nguyễn Thanh Tùng, một chàng trai đẹp trai đồ họa dễ thương và đặc biệt còn Trinh chưa người yêu chưa vợ. Đây là con gái của anh Nguyễn Thanh Tùng và đây đặc biệt là Lê Bảo Trân. Hello, xin chào cả nhà. Hơi say nhưng mà khuya vẫn like cho cả nhà thấy, tại vì á là thấy vườn của Lê Bảo Trân đang có những cái hoa cực kỳ là đẹp, cho nên là Xuân nè, HO nè, HO nè, cả nhà thấy không, cực đẹp nha cả nhà nha. Đây là vườn của em trai Lê Bảo Trân. Xuân xin chào gần 900 người đang xem nha. Anh Tùng gặp mọi người cái đi anh Tùng, anh Xuân. Hello cả nhà. Cả nhà chia sẻ cho lên hơn 1k để chúng ta tâm sự cùng nhau. Chuyện Lan Huệ ha. Hồi nãy Tùng live stream thì mọi người vào rất là đông rồi. Facebook Nguyễn Thanh Tùng hồi nãy live stream với các giao dịch rất là bất ngờ tại vườn lan Mộc Bảo Trân giữa em Tuân và chủ tịch Đại Lâm Mộc Nguyễn Thành Nhơn đến từ thành phố Vũng Tàu. Mọi người chào Tùng cái đi. Hơn 1k người xem thì Tùng sẽ nói chuyện với mọi người về Lan Huệ. Rất là nóng, rất là hot rồi mọi người. Hot đến mức độ mà Nguyễn Thanh Xuân đã từ Trơn Thành Bình Phước về Bình Dương để cùng uống với anh em một ly trong đêm nay. Mọi người ơi, chúc mọi người buổi tối thật là vui nha. Mọi người rồi, gần 1k người đang xem rồi. 1k người đang xem là anh Nguyễn Thanh Tùng sẽ nói chuyện về Lan cho cả nhà nghe nha. Đây là con gái lớn Tùng nha. Đó. Một ca là Tùng nói chuyện Lan Huệ với mọi người nha. Lên đang lên luôn. 966 rồi. Mọi người chào Tùng. À, rất nhiều người chào Tùng nè. Tôi thải luôn cái bóng đèn luôn. Anh uống mà không bao giờ có. Ủa mọi người nói là anh Tùng đi nhanh thế là sao Xuân? Ủa anh Tùng đi nhanh thế là sao? Đúng rồi, anh Tùng đi nhanh là đúng rồi nha cả nhà nha. Một Giá nhiều tiền. Đúng rồi, do anh ấy nhiều tiền, bạn Phú nói đúng. Thôi xin mấy ông. Thôi. Rồi, Xuân xin chào cả nhà nha. Cả nhà chia sẻ bài để lên đường 1k người đang xem đi. Xong bắt đầu là anh Tùng sẽ chia sẻ cho cả nhà vì sao mà anh Tùng đi nhanh thế nha cả nhà nha. À, cả nhà đang thắc mắc hỏi vì sao mà anh Tùng đi nhanh thế. Thì bây giờ cả nhà chia sẻ giúp bài làm sao lên được 1k người đang xem. Thì đồng nghĩa 1k người đang xem thì anh Tùng anh sẽ nói hết tâm huyết của anh vì sao mà anh đi nhanh thế. Giờ anh chia sẻ và lên hơn ca ngay. Vì sao? Rồi, 1, 2, 3, lên 1k. Lừa nhau. 1k, rồi anh chia sẻ đây, đúng 1k. Đúng chưa? Rồi, anh chia sẻ cho mọi người nghe.
Tùng uống cái rồi Tùng chia sẻ. À, xin phép mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào Phan Thành luôn, chào Bảo Ngọc, chào mọi người nha. Một số bạn bè của Facebook của Nguyễn Thanh Xuân và bạn bè của Nguyễn Thanh Tùng cũng như Lê Bảo Trân thì cũng thắc mắc là sao anh Tùng đi nhanh thế. Thì mình nghĩ là đi nhanh có nghĩa là bước nhanh, hay là mọi người nói là Tùng vào lăn va nhanh. Chứ là còn nếu mà thành công nhanh chắc là chưa có. Tại vì Tùng vào Lan ngày 10 tháng 3 năm 2021 tới nay thì Tùng chưa thu được nghìn nào từ Lan Va. Nhưng mà Tùng vẫn đang còn rất là đam mê. Thu chứ. Cháy bỏng luôn. Đam mê cháy bỏng luôn mọi người ạ. Và đến ngày hôm nay Tùng vẫn còn chốt. Và thời điểm này là một thời điểm vào Lan cực kỳ tốt. Cho nên Tùng đang muốn là chính bản thân Tùng nắm bắt cơ hội đó. Tùng nắm bắt cơ hội đó. Còn mọi người như thế nào thì Tùng không dám nói. Tại vì quyết định như thế nào là tùy thuộc vào từng cá nhân. Suy nghĩ như thế nào là tùy mọi người thôi. Còn cá nhân Tùng thì Tùng vẫn đang rất là mạnh mẽ, rất là đam mê. Đam mê cháy bỏng luôn. Và hôm nay thì như hồi nãy Tùng livestream trên cái trang cá nhân của Tùng là Facebook Nguyễn Thanh Tùng đấy. Thì mọi người đã rất là ủng hộ khi mà Tùng tới đây và vô tình livestream một cái những cái giao dịch của vườn lan Bảo Trân, em Tuân và hội hoa lan Đại Lâm Mộc do em Nguyễn Thành Nhơn đến từ thành phố Vũng Tàu chốt Bảo Duy, Bạch Tuyết, chốt Bảo Duy, Bạch Tuyết và Ngọc Sơn Cước, bộ ba nha mọi người, bộ ba mà thiếu cái không tên mà Tuân giấu luôn rồi đó. Thiếu cái không tên rồi mà. Đây là một trong những mà vị thuyền trưởng rất là mạnh mẽ nha mọi người nha. Rất mạnh mẽ, đẹp trai, cặp lúng đồng tiền này. Đó, rất là mạnh mẽ. Và khi mà những người thành công, họ thành công rồi thì mọi người đừng hỏi vì sao mà người đó thành công. Chắc là mạnh mẽ như Chủ tịch Nguyễn Thành Nhơn. Mạnh mẽ thôi mọi người ạ. Đây là một thời điểm cực kỳ tốt để cho tất cả chúng ta cùng vào. Và sau đây Tùng muốn giới thiệu với mọi người một gương mặt rất là thân quen và em ấy là một trong những người trẻ tuổi mà rất là quyết đoán, rất là mạnh mẽ nhiều năm nay rồi chứ không phải bây giờ. Những thành quả mà em ấy đạt được cũng nhờ cái sự quyết đoán và mạnh mẽ của em ấy. Sau đây xin mời tất cả chúng ta đang xem live cùng gặp gỡ với em Ròm Lê Bảo Trân. Thả tim Lê Bảo Trân đi. Em xin chào cả nhà, em xin chào các anh chị. Hôm nay anh Tùng, anh Nguyễn Thành Nhơn, anh Nguyễn Thanh Xuân, anh Nguyễn Phú, anh Đinh Khắc Hùng, anh Tô An, anh Tô An cùng với anh Lê Văn đến với em, chơi với em thì nói chung là cũng trong thời điểm này thì đúng thực sự là hôm nay là hết cây bán, không còn cái gì để bán nữa. Từ sáng giờ là anh Tùng anh đến với em là cũng ok bạn. Anh Tùng anh đến với em thì cũng nói chung là từ sáng giờ thì trời ơi, Lê Bảo Trân chưa chia sẻ Lê Bảo Trân nó nói chuyện là lên 1,3k luôn rồi kìa. Đến phút cuối cùng á thì anh Tùng chốt với em. Đừng có nhìn bình luận cái Bảo Duy. Nhưng mà đến thời điểm này thì đúng thực sự là hoa lan là một cái là rất là tinh túy. Thì ở trong tình yêu lan ấy, nó là một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đến với cây lan thì anh em tất cả mọi người kết nối với nhau một cách nó rất là bình thường. Kể cả là thời điểm có tiền hay không có tiền, đến với nhau thì bằng một cái tình cảm rất là đơn thuần thôi. Nhưng mà thực sự là Phú Thọ hay HO hay là Yên Thủy hay là Bạch Tuyết hay là Không Tên hay là Ngọc Sơn Cước hay là Bảo Duy thì đến những cây tầm cao nhất thì theo quan điểm của em thì mọi chuyện nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Nhiều hay ít hay là giàu hay nghèo thì tất cả mọi chuyện đến với nhau rất là nhẹ nhàng, không có nặng nề lắm. Nên là em rất là mong tất cả mọi người thì sẽ
thời điểm cao điểm hay là thấp điểm thì mọi người hãy vững tin. Ê, 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 ê. Em mong tất cả mọi người sẽ vững tin vào cây lan. Anh làm gì anh mặc chả sao bộ bằng. Đến thời điểm bây giờ thì kể cả như những người ra khơi rất là xa hay là vào bờ rất là gần rồi. Như bản thân em thì em cũng vào bờ rồi. Nhưng mà em vẫn ra khơi, em vẫn mua rất là bình thường. Uống bia, uống bia. Trong thời điểm này thì đầu năm mới em xin chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và sẽ thành công ở cây lan rất là nhiều ạ. Em xin phép nhường máy lại cho anh Xuân ạ. Rồi, xin chào cả nhà nha. Những cái lời tâm sự chân thành nhất của anh Lê Thanh Tùng và em Lê Bảo Trân. Thì hôm nay Xuân uống cũng nhiều rồi, say rồi. Cả nhà gặp Xuân Trường cả nhà nha. Một người em trai của Xuân. Không, xin chào một vị ba ca đang xem nha. Xin lấy cái chậu đây. Nói chung là thời gian vừa qua thì cả nhà cũng thấy thị trường lan như thế nào rồi đúng không ạ? Khởi sắc. Thì Trường cũng nói chung cũng khuya rồi, Trường không biết nói gì luôn á. Qua đây chủ yếu thấy anh em đông vui, thấy anh Xuân Lai, Trường qua thôi. Trường không có mục đích gì hết á, nhưng mà thấy vui quá qua thôi. Xong rồi thấy like, Trường lên like đây. Trường chúc cả nhà có một đầu xuân năm mới thật là khởi sắc. Và chúc tình trường, cảm anh trường, em yêu Lan. Trường thích cái này quá. Chúc tình cảm anh em yêu Lan của chúng ta mãi bền vững và mãi đoàn kết nha. Năm 2021 khép lại rồi. Năm 2022 mở cho chúng ta nhiều cuộc cách mạng mới nha cả nhà nha. Thì Xuân hy vọng rằng những cuộc cách mạng mới sẽ đem cho chúng ta nhiều thành công mới. Và bây giờ cũng khuya rồi, 12 giờ đêm rồi. Xuân xin chúc cả nhà ngủ ngon và mơ thật nhiều giấc mơ ngọt ngào nè. Khi bình minh hé sáng thì may mắn và hạnh phúc sẽ đến bên cả nhà thật nhiều nha. Bye bye cả nhà. Lê Bà Trân. Bye bye cả nhà.